Vâng, em Cơ khí Quang Đông xin chào toàn thể các bác nhé. Thì tối hôm qua em có nhận được cái tin nhắn của một bạn tên là Hoàng ở dưới Hải Phòng, có nhắn tin nhờ em chia sẻ một cái video về cái cách làm mái ngói mà có hai chữ A cao và một chữ A thấp ở mặt tiền. Thì hôm nay nhân tiện em có làm cái mái lợp ngói màu Hasuko. Thì em xin quay và chia sẻ cho toàn thể các bác, để những bác nào mà chưa pha vào và chưa tìm được cái cách làm cho nó hợp lý thì là các bác xem và tham khảo cái cách làm của em. Tất nhiên là có những bác là sẽ làm tốt hơn em, nên là đây là chỉ là cách làm của riêng cá nhân em và chia sẻ đối với những anh em nào mà chưa biết để anh em tham khảo. Thì đối với cái dạng mái mà đây, bên này là chữ A to và bên này cũng là chữ A to nha anh em nhé. Mặt tiền này cũng là chữ A to, còn mà có một cái chữ A nhỏ ở mặt bên này. Đấy, là có chữ A nhỏ ở mặt bên này. Đấy. Thì là làm ý bạn ấy muốn hỏi em là làm cách nào mà để khi lợp cái hàng ngói bên kia, thì đầu tiên thì anh em lợp là anh em phải, một là anh em phải lợp từ đằng này về cũng được, mà anh em lợp từ đằng kia về cũng được, tùy theo anh em làm cái sở thích và cái cách làm anh em cảm thấy là nó dễ và nó nhanh thì anh em làm. Lợp ngược cũng được mà lợp xuôi cũng được hết, không ảnh hưởng gì cả. Thì là như em thì em lợp xuôi từ đầu kia về đây, từ đầu đằng kia về đây theo chiều của ngói. Thì là khi mà đến đây, thì là ý bạn ấy muốn hỏi em rằng là làm cách nào để mà nối được cái đường dây này xuống đến dưới kia để làm cho nó dễ và nó nhanh. Thì đây là cái cách làm riêng của cá nhân em. Với cái dạng này thì anh em nào mà có cái cách làm hợp lý hơn thì anh em cũng chia sẻ với em, thì em lại quay và chia sẻ với toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Thì đây là đối với cách làm của em, thì em sẽ khi mà em lợp bên đây rồi, khi mà em lợp đến cái giữa cái trung tâm của xối của có chữ một chữ A thấp nó chọc vào đây rồi, thì là em sẽ lợp tiếp hai hàng, ngói, có nghĩa là hai hàng đầu tiên này nhé. Đây đây em đang lợp đây, em lợp thẳng một phát sang bên kia, sang bên cùng cuối cùng của trượt kia. Đấy, đến cái điểm hết trượt thì anh em lấy cho em một cái dây, bắt buộc anh em phải lợp hai hàng nhé. Lợp một hàng thì cũng được thôi nhưng mà nó khó căn chỉnh hơn. Thì anh em lợp cho em hai hàng, thì đến cái điểm ngoài cùng của cái trượt kia thì anh em căng cho em một cái dây từ trên lên xuống dưới này, để anh em gióng cái hàng ngói lên xuống dưới, để anh em lợp từ dưới lên cho nó dễ. Chứ nếu mà anh em mà lợp như thế này đến đây, cũng có anh em mà đến đây xong rồi lợp giật dần xuống dưới cái theo cái xối này, thì làm như thế thì nó sẽ lâu và nó sẽ cái độ chính xác để mình cắt khít cái sóng âm này thì là nó khó hơn. Thì là anh em đấu ra ngoài kia, anh em đấu cho em hai hàng, bắn cho em hai hàng ra ngoài kia, xong rồi bắt đầu là anh em câu cái dây xuống dưới, căng cho em cái dây dọi xuống dưới để xem là cái hàng đấy nó thẳng với đám nào. Xong bắt đầu anh em mới bắn một hàng đấy theo cái dây đấy thẳng lên trên này. Đấy, bắn thẳng theo cái dây này, xong rồi bắt đầu anh em mới lại bắn từ dưới anh em bắn lên, thì là nó sẽ vừa nhanh mà nó sẽ vừa hợp lý hơn. Đấy. Thì trên đây thì em xin quay và chia sẻ về cái cách làm của em để cho anh em là chưa ra va vào thì anh em xem và tham khảo cái cách làm của em để cho nó nhanh cái tiến độ làm của các anh em. Thì ở cái cách làm như của em này thì nó lại có một cái điều thuận lợi là như này. Khi mà anh em mà bắn từ dưới này lên mà lên đến trên cái hàng trên cùng ấy, cái hàng này là em chưa bắn nhé. Hàng này là em chưa bắn, em để lại là để em bắn cái lót lóc. Em đặt vào đấy thôi. Thì là khi anh em bắn lên trên này, lên đến cái hàng thứ hai từ trên xuống này mà anh em cảm giác như là nó bị lệch hay không, thì anh em nhìn vào theo cái lỗ này. Đấy, thì anh em xem cái lỗ này, lỗ mà lúc mình bắn hàng thử ấy thì là đi ra xem là nó có hợp với cái lỗ không. Nếu nó hợp với cái lỗ
thì là mình bắn là chuẩn rồi. Còn nó nếu mà nó không hợp với cái lỗ ấy, thì là nó lệch thì anh em chỉnh được ngay đấy. Thì là nó rất dễ, cái cách làm như này thì nó rất dễ ở cái điểm là vừa có cái dây mình căng xuống để mình lấy cái hàng đầu tiên nó thẳng với nó rồi, mới lại vừa có cái lỗ này để cho mình căn chỉnh nữa. Đấy, thì để em thi công nốt mấy viên này để cho anh em xem nó có hợp nhau không nhé. Đây anh em ơi, vậy là mình theo cái cách thi công của mình ấy thì là rất nhanh và viên ngói cuối cùng cũng rất khớp anh em nhé. Cái độ rung sai của nó chỉ gọi là ít thôi, gọi là nó có lệch thì nó chỉ lệch gọi là tí gì là 1-2 ly thôi, nó ở trong cái rung sai là cái độ rung sai cho phép đấy. Nhìn là rất chi là hợp và làm rất chi là nhanh đấy. Thì anh em xem và tham khảo nhé, tham khảo cái cách giật của mình ấy thì làm nó sẽ nhanh. Mấy hàng cuối cùng nhìn rất chi là khớp nhau nhé. Đấy, thì là anh em tham khảo nhé.